Trường kỷ này là bao gồm hai chiếc băng dài. Đây, đây là mẫu trường kỷ bao gồm hai chiếc băng dài với kích thước là hàng đại nhé. Bộ này là bộ trường kỷ đại, anh chị em lưu ý đây là bộ trường kỷ đại, có chiều dài là 2m17 và cao tới mặt thành này là 87 và chiều sâu là 67. Anh chị em cùng tham khảo kích thước, đi kèm với đó là một chiếc bàn. Đây là một chiếc bàn trà, gọi là bàn chính. Vì trường kỷ thì chỉ cần một bàn thôi, kê nó sẽ phù hợp không gian hơn. Đấy, anh em sẽ thấy là ngồi lên rất thoải mái. Và một cái bàn này bao quát được hết khi chúng ta ngồi trà, chén trà, chén điếu thuốc và có ngồi chơi cờ hay làm gì thì cái khoảng không này từ mặt ngồi trường kỷ từ mặt bàn này rất là phù hợp. Bởi vì cái thông số kích thước này thì bên Phạm Gia đã có sự tính toán chi tiết hơn so với cả những sản phẩm thông thường cũng như là những hàng chợ, nên là anh chị em có thể thấy nó sẽ khác nghe. Và bộ trường kỷ này thì bên Phạm Gia hoàn thiện nó lại ở một cái tầm nó cao hơn rất là nhiều so với hàng thông thường, nên em sẽ quay cận cảnh để anh chị em cùng tham khảo. Ở đây có chủ nhà và khách hàng của bên Phạm Gia. Với mặt ván liền nguyên khối được chọn lựa rất kỹ càng từ khâu xẻ gỗ đến khâu gia công và khâu hoàn thiện. Đây là một tấm ván liền nguyên khối được chọn vân rất là cẩn thận và kỹ lưỡng, không có vết, không có lỗi trên bề mặt đó. Và rất là dày nha anh chị em, thấy cực kỳ là dày dặn đó. Cái phần vách tựa lưng này minh chứng cho độ dày này, anh chị em nhìn thấy cái vách tựa lưng này bên em làm dày hơn hàng phổ thông rất là nhiều. Nhưng tại sao các họa tiết đục chạm nổi bật hơn, nó hiện rõ hơn đó, chân thật hơn so với những cái sản phẩm thông thường. Anh chị em thấy hàng mỏng thì người ta sẽ không làm được như vậy, từ cái bề mặt thừa lội lên này, đấy anh em thấy nó dày hơn không? Đến độ sâu của các họa tiết khi được chạm trổ kênh bông sắc lét này, móc ngón tay cũng thoải mái nha anh chị em. Đây, đây. À, đục tích là tứ quý tùng cúc trúc mai. Đây là bộ trường kỷ này, đây là chiếc ghế băng dài. Đấy. Cái phần trên của chiếc ghế dài này các bác sẽ thấy là cái gỗ này là gỗ liền khối này, được chọn vân rất là đẹp nhá. Đấy. Rất là đẹp luôn, kể cả tay này rất là kỹ. Còn về phần chiếc bàn, đây là chiếc bàn này, anh chị em thấy cái bàn này, bàn này bên dưới có phần để chè thuốc thì bên Phạm Gia cũng làm nhẵn mịn như mặt ghế luôn. Nhiều đơn vị người ta sẽ không làm được cái sản phẩm kỹ như này, người ta sẽ tiết kiệm công, giảm chi phí. Còn bên Phạm Gia làm này, các bác thấy có độ bóng không? Nhìn ánh sáng bóng rất là đẹp nhá. Vân gỗ này rất là đẹp. Đó. Đến cả chiếc dạ bàn, đây là chiếc dạ bàn, anh chị em thấy là tất cả các họa tiết này đều được làm sạch sẽ và bóng mịn luôn. Đó. Đến từng chi tiết nhỏ. Đó. Còn kẻ cạnh bên trong này, các bác sờ đều mịn. Đây là nếu các bác có dịp có thể đến trực tiếp xưởng Phạm Gia để tham khảo, trải nghiệm sử dụng những cái sản phẩm do bên Phạm Gia nhà em làm, nó có khác biệt so với sản phẩm hàng chợ trên thị trường hay không. Đó. Các bác cứ đến trực tiếp để tham khảo, để trải nghiệm nhé. Đây là cái phần bên dưới của cái bàn, làm tất cả các cạnh đều mịn màng hết. Cứ chỗ nào sờ tay đến các bác sẽ thấy sờ được kiểm tra và mịn, không mịn bên em hoàn lại tiền. Và đây là chiếc băng dài thứ hai, hiện mặt ván là liền khối này, cũng đều là được chọn gỗ lựa vân rất là cẩn thận như chiếc băng dài đầu tiên. Phần tay này đều là liền nguyên khối hết, sờ mịn màng, cạnh dưới cạnh trên đều sờ mịn như nhau. Còn đây là cái phần tựa lưng này, cũng giống như chiếc ghế băng đầu tiên thì cái phần tựa lưng này đều là hàng nguyên khối hết, cả một cái khối liền. Rất là dày dặn và chắc chắn. Đó. Anh chị em cùng tham khảo. Ở đây là cái phần để tay này. Cực kỳ đẹp luôn. Đó. Mời anh chị em cùng chiêm ngưỡng nét đẹp của gỗ tự nhiên, một loại gỗ quý là gỗ hương đá. Đó. Còn cái phần dạ của ghế dài hay gọi là băng dài thì bên em làm cũng nhẵn mịn nhé. Tất cả các bác đều sờ cạnh bên trong cũng nhẵn và bên ngoài này sờ cũng mịn này. Đó, sờ này cũng rất là mịn tất cả các cái lỗ này, bởi vì trường kỷ có rất nhiều là lỗ thừa, lỗ ly nhi, nhưng đều được hoàn thiện tỉ mỉ, không bỏ sót cái nào, sờ cái nào cũng mịn.
thì nó bền đẹp theo thời gian. Trong quá trình sử dụng các bác bụi các bác phẩy cái là hết rồi, giống như trên bề mặt này nó rất nhiều bụi này, em lo bằng tay này. Đấy, hôm nay em đấy, lo đi cái nhìn bóng mịn luôn. Đấy là về bộ trường kỷ đại dài 2m17 kèm một bàn. Ngoài bộ trường kỷ này ra thì còn một chiếc kệ tivi nữa, thì trưởng Phạm gia sẽ quay chi tiết một chiếc kệ tivi để giới thiệu đến anh chị em trong một cái video khác. Và nếu anh chị em mà quan tâm có thể đến trực tiếp với xưởng đồ gỗ Giá Gốc Phạm Gia hay là đồ gỗ Phạm Gia để tham khảo quá trình sản xuất cũng như là trải nghiệm sử dụng những cái sản phẩm của xưởng Phạm Gia sản xuất trực tiếp tại xưởng. Nếu anh chị em ở xa thì có thể kết nối với xưởng đồ gỗ Phạm Gia theo hai số điện thoại là 084-2827-55 hoặc 0972-971-555. Xưởng đồ gỗ Phạm Gia sẽ tư vấn chi tiết. Và xưởng xin cảm ơn anh chị em đã xem video của xưởng và hẹn gặp lại anh chị em ở những video giới thiệu sản phẩm lần sau.